Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo, trên địa bàn toàn tỉnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng xảy ra sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh vào ngày mai là từ 32 cho đến 34 độ, và nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 25 cho đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%, gió nhẹ. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phần dự báo độ mặn tại một số trạm trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ tới. Thưa quý vị, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, độ mặn cắt sông xuống theo triều. Trong ngày mai có hai lần xuất hiện độ mặn cao nhất trong khoảng thời gian từ 1 giờ cho đến 3 giờ và 13 giờ cho đến 15 giờ. Theo đó, ở trạm cầu nổi trên sông Dàm Cỏ, dự báo độ mặn được đo cao nhất vào ngày mai là 6,1 gram trên lít. Ở trạm Bến Lức trên sông Dàm Cỏ Đông là 0,5 gram trên lít. Còn ở trạm Tân An trên sông Dàm Cỏ Tây là 0,3 gram trên lít. Theo dự báo trên, thì ranh giới độ mặn 4 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 35 km ở sông Dàm Cỏ, thuộc khu vực xã Tân Ân, huyện Cần Đước và xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Còn ranh giới độ mặn 1 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 58 km trên sông Dàm Cỏ Tây, địa phận xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành và xã Đức Tân, huyện Tân Trụ. Ngoài ra, độ mặn 1 gram trên lít cũng đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 64 km ở sông Dàm Cỏ Đông, địa phận xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức. Xin được chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới qua Nam Trung Bộ hoạt động ổn định, vùng áp thấp nóng phía Tây xu hướng mở rộng về phía Đông. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng. Với nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 24 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất ở đây là từ 33 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, gió nhẹ. Ở miền Tây Nam Bộ, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng. Với nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 25 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, gió nhẹ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.